Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 38 Phẩm 14 Nhật Tạng Phần 4 Định. Bây giờ, Đức Phật bảo bốn Bồ Tát Sứ Giả và vô số Bồ Tát quyến thuộc. Thì Nam, nếu muốn ở cõi Ta Bà tu tập, các vị hãy tùy ý hội nhập chỗ tu học từ Phước Đức Căn Lành cho đến Tam Muội Đà La Ni, Tam Ma Đề, Tam Ma Bạc Đề. Nghe lời Phật, các Bồ Tát nhập định phóng ra ánh sáng từ thân hoặc to bằng ngọn đuốc hoặc bằng trăm ngàn vạn ánh sáng mặt trời. Khi đó Đại Đức Kiều Trần Như, nương nơi thần lực của Phật, tự nghĩ, hôm nay ta sẽ hỏi Như Lai một câu, nếu Như Lai phân biệt nếu rõ về văn tự nghĩa lý của bốn Đà La Ni, thì chúng sinh ở cõi Ta Bà và mười phương nếu nghe được sẽ trừ hết mối nghi ngờ, đạt trí sáng, sớm thành tựu bốn quả. Sa môn vượt qua ba đường ác, thọ thân người trời, đạt pháp thuần thiện. Suy nghĩ như vậy rồi, tôn giả Kiều Trần Như rồi tọa chắp tay hướng Phật im lặng đợi. Đức Phật hỏi, Kiều Trần Như, không phải là ông không định hỏi Như Lai chăng? Kiều Trần Như thưa, Thế Tôn đúng vậy, con muốn hỏi xin Như Lai cho phép. Kiều Trần Như, hãy hỏi, Như Lai sẽ giảng nói để ông rõ. Thế Tôn, trong kinh Phật nói, có hai pháp đưa đến sinh tử, đó là ái và phú già na, xin Phật nói rõ về hai pháp đó. Phật nói lành thay, lành thay. Kiều Trần Như, câu hỏi rất rất có ý nghĩa, vì thương xót chúng sinh, muốn đem niềm vui cho chúng sinh, nên ông đã hỏi thật đúng lúc. Kiều Trần Như, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói rõ. Xin vâng, Thế Tôn, con xin lắng nghe thọ trì. Kiều Trần Như, có ba thứ, ái có ba thứ, đó là ái nơi dục, ái nơi cõi sắc và ái nơi cõi vô sắc. Lại có ba thứ, đó là hữu ái, lìa, hữu ác và pháp. Kiều Trần Như, thế nào là ái là dục ái? Dục là buông thả, vì buông thả nên tham tiếp xúc, vì tiếp xúc nên thấy vui thích. Chúng sinh tham chấp các pháp đó, lòng dục như lửa thiêu, khiến ưa thích tạo 10 điều ác, bỏ 10 pháp lành. Do nhân duyên ấy bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, già xoa bần cùng, thọ thân ở năm ấm, với bao nhiêu khổ não trong sinh tử. Tuy thọ khổ, nhưng không sinh sợ hãi, không hổ thẹn, không thích tu pháp lành. Cứ trôi lăn như thế, nhưng rất khó được thân người. Nếu được làm người, thì vì tham dục nên thân khẩu không trong sạch, tạo vô số nghiệp ác, nặng, kể cả chịu năm tội vô gián. Vì thế lại tiếp tục bị đọa vào ba đường ác, chịu khổ não khác. Tất cả đau khổ đều do tham dục. Nhân dục trói buộc con người như loài heo tự lăn mình trong phân dơ vào ba đường ác, tiếp tục chịu khổ. Vì thế Như Lai, nếu giảng chánh pháp đoạn trừ tâm dục, nghe pháp Phật, chúng sinh nào biết quán dục uế tạp như trái cây độc, tự đóng lửa, thuốc độc phân nhơ, dao biến giặc cướp, chiến đà la, già hy na, hòn sắc nóng, mưa đá lớn, như gió dữ, tỳ lam bà rắn độc, dược sâu hoang dáng, la sát, bạc đà già đà, rừng thi la. Quán biết rõ tội lỗi của dục, chúng sanh ấy hết sức kinh sợ, tích tu học pháp, cả bỏ râu tóc xuất gia học Phật, thanh tịnh tâm, hành pháp cứu độ. Lúc sắp chết, tâm định, niệm pháp được thấy Phật pháp, giảng pháp cho đại chúng, vui mừng, thấy được sắc thân Phật, sau khi chết không bị đọa vào ba đường ác, được sinh về cõi Phật, sống cùng người lành, tu tập sáu pháp ba la mật, năm thông, niết bàn, đại từ bi giáo hóa chúng sinh. Được thân trang nghiêm bằng phước đức của chư Phật, đoạn hết tập khí của phiền não quá khứ, trang nghiêm thân tâm. Ví như bỏ y phục vào giỏ hương, y phục thơm, nhưng hương không mất, không giảm mùi. Cũng thế là Kiều Trần Như, chúng sinh nhờ thất pháp, lúc lâm chúng được thấy Phật, vui mừng được sinh vào cõi Phật. Ở với người lành, căn lành của người những người ấy không bị giảm. Đạt thân tâm trang nghiêm, không bao lâu sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Pháp thiện ấy vẫn không giảm, vì thế Kiều Trần Như thì nam tín đỡ thấy lợi ích của mình. Người thường gần gũi học hỏi thiện tri thức, nghe tội lỗi của dục, nhờ thế mau chóng đạt đạo Bồ Đề vô thượng. Kiều Trần Như, bạn lành chính là Phật Bồ Tát Bích Chư Phật A-La-Hán là ta. Vì sao? Ta vào đời vì thương xót tất cả chúng sinh, muốn giúp chúng đoạn hết khổ não nên nói rõ một tội phước của dục. Do vậy là chúng nên nghe lời ta. Lời ta nói không hư dối là lời thật, có ý nghĩa, không phải lời thô ác, là lời từ bi. Ta sẽ nói rõ tội lỗi của dục. Các ông hãy lắng nghe thọ trì, nhờ đó sẽ thoát khỏi ba đường ác, sớm đạt quả Bồ Đề vô thượng.
Tất cả chúng sinh ở cõi Ta Bà đều thưa: Ngưỡng mau Như Lai nói rõ tội lỗi của dục, chúng con sẽ lắng nghe và thọ trì. Kiều Trần Như: Có bốn nhân duyên để chúng sinh khởi dục: tham sắc, dài, ngắn, đỏ, trắng; tham tiếp xúc, tham thọ lạc; tham trang sức ca múa. Tham sắc, sắc là sự hòa hợp của bốn đại, luôn sinh diệt, không có ngã, không có chúng sinh. Tất cả phàm phu do vô minh điên đảo nên chấp sắc, giác quán về sắc, rồi phân biệt nam, nữ, đẹp, xấu. Do đó lửa dục khởi, người nam thấy và yêu thích người nữ, chấp xấu đẹp, đen, trắng. Vì thế nếu chưa có dục thì khởi dục, đã có thì tăng dục, không bao giờ muốn xa rời. Làm giảm căn lành, không thích thiện tri thức, không phòng hộ nghiệp của thân khẩu ý, tạo nên tội lỗi, không thấy tội lỗi của dục, đọa vào ba đường ác, ngạ quỷ, súc sinh, chịu vô số khổ trong nhiều kiếp. Bậc trí quán sắc, thấy bất tịnh, biết rõ sắc thân là sự hòa hợp, tóc lông, gân thịt, thấy tướng xương trắng sau khi thân hoại, tất cả các thân sắc nam nữ gần xa mình người đều thế. Đó là tâm tùy thuận đạo, đoạn dục ban đầu. Là quán tâm trong xương trắng đó, như ngồi trên chông gai, đạt tâm tịch tỉnh, không thấy hơi thở ra vào, không thấy tướng ác, việc ác, không nhớ nghĩ, không duyên dừa, đạt tịch tỉnh bằng Samatha. Đó là hành đạo đoạn dục thứ hai. Thế nào là thân tịch tỉnh? Nhờ quán niệm như thế, định hơi thở của thân, nghĩ đến sự tịch tỉnh của Phật, bậc trí tuệ nhanh chóng thuận theo Samatha. Đó là nhờ tịch tỉnh đoạn phiền não thứ ba. Là quán xương cốt, là một đống gai nhỏ, quán biết sự rỗng lặng, hư hoại thành các bụi, bị gió thổi, tất cả các bộ phận trên thân đều như thế. Đó là cách đoạn phiền não bằng Samatha thứ bốn. Tôn giả Kiều Trần Như: Thế Tôn, tướng hư không là tướng hữu vi. Đúng thế. Thế Tôn, tướng hữu vi đó là tướng mình hay tướng người? Kiều Trần Như: Quán sát pháp giới, hữu vi giới là tự tướng. Vì sao người quán sát sự tịch tỉnh của sắc là thế Như Lai? Vì sao người này quán biết sắc thân như các bụi bị gió thổi là quán thực tánh của sắc, biết là rỗng lặng, không thấy tướng, chỉ thấy hư không? Thường quán tu tướng hư không, biết sắc của mười phương đều rỗng lặng, như lưu ly không tì vết. Thế chư Phật ở đó thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rực rỡ như cây Ni Câu Đà. Nếu từng tu tập đạo Niết Bàn, từng trồng căn lành, người ấy sẽ hỏi Như Lai về tác giả của tướng hư không, thời gian đoạn hoại diệt của nó. Do vậy Như Lai nói rõ hư không chỉ là danh từ không ai tạo nên, làm sao hoại diệt. Hư không không giác quán, không vật số, không tướng mạo, không sinh diệt, không có tướng pháp, không có đối tượng chủ thể, dứt mọi sự ràng buộc đặt qua A-na-hàm. Đoạn tâm tham dục nhưng chưa đoạn được cách sự của cõi dục sắc vô sắc, tâm kiêu mạn vô minh. Người này lại được thấy Phật, mong được thấy sắc thân cụ thể của Phật, thế Như Lai hiện khắp mười phương. Lúc này người ấy muốn thấy ít, nhiều đều được tòa nguyện. Là người chư Phật từ đâu đến? Chư Phật không đến, không đi, thân tâm trong ba cõi đều là hư giả. Vì thế ta mới tùy ý thấy nhiều ít. Phật chính là tâm ta, vì tự tâm là Phật, tự tâm thấy Phật. Tâm chính là thân ta, thân là hư không. Do giác quán ta thấy vô lượng vô biên Phật, không phải do tâm thấy. Biết, tâm tướng tâm thấy thì không thể đoạn. Ta quán tánh của pháp giới không bền thật, sinh khởi tùy niệm. Vì thế tất cả tánh tướng và tâm giác quán đều là hư không. Tánh hư không không phải có. Người thấy biết như vậy là nhờ nhân phát tâm Bồ Đề, tu tập tam muội của quá khứ, được thấy Phật. Nếu cầu thanh văn, sẽ đạt tam muội vô tướng, tâm trí thanh tịnh không chấp trước, trừ vô minh, đạt những tùy thuận công, sớm thành tựu bốn quả. Nếu thấy sự rỗng lặng, sẽ đạt thân tâm tịch tỉnh, giải thoát không, dễ dàng đạt A-la-hán. Đó là hạnh tu tập tịch tỉnh đoạn trừ phiền não thứ năm. Lúc Phật giảng pháp này có 9.000 vạn ức chúng sinh đạt nhẫn thuận Samatha, 84.000 người đạt nhẫn thuận không, 6 vạn người
trời, thành tựu pháp giải thoát Tam Ma Đề Không, hai vạn chúng sinh chứng tám muội chư Phật hiện tại, vô số chúng sinh đạt quả Tu Đà Hoàn, tám vạn tỳ kheo đạt đạo vô lậu. Đức Phật lại bảo, Kiều Trần Như, ngươi quán đầu xương mạch tâm không dừng, không thích thì chưa được điều phục, không đạt giải thoát. Người này nên đến rừng Thi Đà để quán xác chết. Thấy xác xanh xạm, sình trướng, thấy máu mũ chảy tràn, da thịt tan rửa, rồi lồi gân xương, chim, thú tranh ăn, xương trắng, đầu lâu, tay chân rời rạc. Với thân đó tâm trụ vào đâu? Thấy xác thân bên ngoài tan rã như vậy, thân mình có gì khác? Cứ thế người này chuyên tâm không chạy theo các duyên, luôn quan sát dù là đi đứng, nằm ngồi, ngày đêm, nhắm mắt mở mắt, ít nhiều trong ngoài cứ thế quán đến cỏ cây, sông núi, người vật. Người này luôn sống trong tâm niệm quán các tướng ấy, tâm an trụ như núi, an định không loạn, quán sự uế tạp. Cứ thế cho đến lúc sắp chết, người ấy vẫn không đắm nhiễm đoạn dục hiện tại như chưa đoạn được dục đời sau. Nếu đạt Đà La Ni toàn hư không, người này sẽ quán sự tan rã của xương, bị gió thổi như hạt bụi, thân mình đã vậy, tất cả cảnh vật bên ngoài cũng thế, để bị gió thổi tan như hạt bụi, như hư không, không thể nói năng, biết tướng hư không, thấy mọi vật như lưu lưu xanh, lại quán về các màu vàng, đỏ trắng, tím, pha lê, mọi vật nên tâm không chạy theo. Lại quán về nước, thấy mọi vật đều như nước, thấy đại địa đều như bốn ngón tay, không thêm bớt. Lại nhấn ngón chân vào đại địa để nó chuyển động, tùy ý để chuyển động ít nhiều. Tất cả sông biển đều thế, do chuyển động nên phát ra âm thanh vang tới nơi khác. Lại quán trong nước có bao nhiêu hình sắc như hoa ưu bát la, có vật đầu, bát đầu ma, phân đà lợi. Người này tùy ý thấy tất cả các sắc đó. Lại quán hư không là đại địa, rồi đi đứng nằm ngồi cúi ngước trên đó. Lại quán các hình sắc vi tế như bông đâu la trên núi, rồi tự tại đi lại trên đó. Sau khi quán cảnh vật bên ngoài, người này lại buộc tâm quán tự thân, tiếp tục tu tập lại nhập tam muội hỏa quang, hiện vô số hào quang với các màu xanh vàng đỏ trắng pha lê, lại nhập định Vimaka, phóng ra nước lửa từ thân, ẩn hiện trong đất như chim bay trong hư không, không chướng ngại, dùng tay che lấp ánh sáng mặt trời mặt trăng, không hề kinh sợ, bay đến cõi phạm thiên, hiện thần biến xong để quán các màu sắc xanh vàng đỏ tím pha lê nơi thân, lại nghĩ được thấy Phật, tùy ý tưởng lớn nhỏ nhiều ít biết chư Phật không đến đi, biết thân đều do tâm. Vì sao? Vì thế tùy tâm, tâm chính là thân, thân là hư không. Do giác quán mà thấy vô số Phật, nhưng tâm không thấy biết tâm. Quán tánh pháp giới không bệnh tật, tất cả các pháp đều do giác quán mà có. Vì thế tánh pháp là hư không, tánh hư không là rỗng lặng. Từ tâm thấy mọi hình sắc biến hiện mọi vật tất cả như gió không phải chân thật. Tâm vọng tưởng nương tựa sắc đó là Đà La Ni thuận tứ đế, không khác phàm phu. Kiều Trần Như, thế nào là Đà La Ni thuận tứ đế khác với phàm phu? Người quán biết hư không, không thể nắm bắt, không giác quán, không thể nói năng. Tâm như hư không, tất cả đều là hư vọng, sầu não, giả dối, như lửa đốt. Người này xa bỏ sắc không đó, tâm không sinh, đạt tịch tỉnh. Khi đã đạt tịch tỉnh, tâm không sinh khởi nữa. Vì sao? Vì duyên của tâm đã diệt nên tâm diệt, đoạn trừ mọi sự vui thích của thân tâm, thân an ổn. Vì không giác quán nên miệng không nói, tâm an trụ trong định, nhập tam muội tịch diệt suốt một ngày đêm. Là tự tại sống trong định cả trăm ngàn vạn năm. Sau khi xuất định, người này bỏ pháp hữu lậu và tuổi thọ, nhập niết bàn, đó là giải thoát thứ nhất, Đà La Ni thuận tứ đế, vô lậu các phàm phu. Kiều Trần Như, thế nào là Đà La Ni thuận tứ đế, không khác phàm phu? Nếu có người nghĩ ta tùy giác quán sắc, quán ngã như vậy, tâm ta là sắc, sắc là tâm ta, bỏ sắc tướng, quán tánh của hư không, nhập tam muội vô lượng không xứ, lại nghĩ sắc là không, từ sắc đó ta thấy hư không, biết cảnh giới là tướng hư không, tánh của hư không không chướng ngại, là nơi dừng của gió, gió là một tướng của bốn đại. Sắc ngã cũng thuộc bốn đại, cả hai không khác, không sai khác. Tâm cũng như hư không, lại nghĩ thể của bốn đại là gì, tánh của các pháp rỗng lặng, tánh của mình người cũng thế. Phàm hư không là không sở hữu, không sinh diệt, không nơi chốn nhà cửa, người này là niệm Phật, thấy vô số Phật trong hư không, đạt quả A-na-hàm.
Đó là giải thoát thứ hai, nơi Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả lại nghĩ cảnh giới là tướng hư không. Tướng của ta là gì? Hư không là ta là thanh tịnh, là tâm ta. Ta không hình sắc, hư không vô biên, ta cũng thế. Đó là Đà La Ni như thật không khác phàm phu. Qua các pháp rỗng lặng, không có ngã và sở hữu của ngã. Hư không không có ngã, sắc cũng không có ngã. Quán Như Lai chính là ta. Được thấy Phật đạt quả, đạt ba quả đầu. Đoạn hết pháp hữu lậu, đạt quả A-la-hán. Đó là giải thoát thứ ba nơi Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả lại quán ta thanh tịnh, không nhơ nhớp, là hư không. Sở rỗng lặng là tâm ta. Đoạn hết phiền não là tâm thanh tịnh. Tu tám chánh đạo là tâm thanh tịnh. Đạt quả sa môn, đó là giải thoát thứ tư nơi Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả quán tướng sắc là tướng phân biệt, tướng sân, tướng sinh tử. Đại đoạn tướng sinh tử, hành giả quán tướng tâm rỗng lặng, đó là Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả quán ta tịch tỉnh, nhưng chưa đoạn giác quán, lại quán ta và sở hữu của ta như hư không. Ngã sở hữu của ngã là khổ, nhân duyên của khổ là tập, khổ tập có thể đoạn là diệt. Quán khổ tập diệt là đạo, thành tựu bốn quả sa môn. Đó là giải thoát thứ năm Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả lại nghĩ, vì sao ta đã quán tướng hư không? Hư không là ta không tách rời hư không để quán. Quán thức cũng vậy, hư không vô lượng vô biên, thức cũng vô lượng vô biên. Đó là Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả quán thức là tưởng, là giác quán, là khổ. Biết nguyên nhân gây nên khổ là tập. Khổ tập có thể đoạn là diệt. Quán khổ tập diệt là đạo, đạt bốn quả sa môn. Đó là giải thoát thứ sáu Đà La Ni thuận tư đế các phàm phu. Hành giả quán thức xứ là giác quán như kim châm vào người, như ung nhọt, như bệnh khổ, vượt trên thức xứ, tu quán vô tưởng xứ, không duyên nơi các pháp, an trụ tam ma bạc đề vô tưởng. Đó là tam ma bạc đề không các phàm phu. Hành giả quán thức là pháp khổ não, là ung nhọt, vượt trên thức đề quán vô tưởng. Vô tưởng là không có ngã, không vọng tưởng chấp ngã và sở hữu của ngã. Quán niết bàn thanh tịnh, đạt bốn quả sa môn. Đó là giải thoát thứ bảy Đà La Ni thuận tới đế các phàm phu. Hành giả quán vô tưởng xứ chính là vọng tưởng vi tế, vượt trên vô tưởng. Hành giả quán phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đó là Đà La Ni như thật không khác phàm phu. Hành giả quán phi hữu tưởng, phi vô tưởng là khổ lớn, có thể đoạn, có thể giải thoát, thành tựu bốn quả sa môn. Đó là giải thoát thứ tám nơi Đà La Ni thuận tới đế các phàm phu. Kiều Trần Như, Đà La Ni có vô số lợi ích như vậy, có thể đoạn trừ tham dục, tham sắc, tham phi sắc, vượt vị phàm phu, đạt pháp thánh nhân, vĩnh viễn đoạn trừ nhân đế ba đường ác, không bao giờ tọa sinh trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là Đà La Ni thuận tứ đế. Ông nên biết, Đà La Ni này chính là Đà La Ni của Đức Phật Chim Ba Ca Hoa Sắc Bồ Tát Nhật Hành Tạng mang đến. Vì ta giảng kinh lớn, nên Đức Phật mới tặng trao. Đà La Ni này có thể đoạn trừ tất cả phiền não kết phược, mọi tâm kiêu mạn, giúp thế gian vứt bỏ nghiệp nhà và mọi hỷ luận. Trừ các chấp ngã nghi bà la đa, thường đoạn thọ mạng bổ sa phú già la, tự biết sắc sự sinh bốn đại, biết rõ năm ấm 12 nhập 18 giới, giúp người thọ trì hưởng pháp lạc niết bàn, trừ quân ma địa phục rồng ác, làm cho các chúng trời và xoa hoan hỷ. Atula Kalola Khẩn Đa La Ma Hầu La Già Tỳ Kinh Sợ, diệt ngoại đạo tả, làm cho bà La Môn sát lợi tỳ xá thủ đà an vui, giúp người nữ giảm tham dục, người trí thì được vui, người tu thiền thì thích nơi vắng vẻ, chữa hết bệnh hiểm ác, trừ các việc ác như tranh chấp, đói khát, dịch bệnh, chết yểu, suy yếu, giặc yếu, mưa gió độc, lục lội hạn hán, làm cho chánh pháp được thịnh vượng, cơ pháp được dựng lên. Tam bảo không đoạn tuyệt an ủi chúng sinh trôi lăn, khiếp sợ trong sinh tử, ban lại niềm vui cho chúng, phát sinh hai trí tận và vô sinh. Lúc Phật giảng pháp này, có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ trời người diệt trừ trần cấu, đại pháp nhãn tịnh trong các pháp, 96 ức nay do tha chúng sinh đoạn phiền não, chứng giải thoát, tể 10 ức trăm ngàn nay do tha chúng sinh đạt Đà La Ni thuận tứ đế.
Vô lượng, vô số A Tăng Kỳ, chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, đạt đạo không thoái chuyển. 82.000 chúng sinh đạt pháp nhẫn vô sinh. Trời rồng, Dạ Xoa, La Sát, Atula, Kalola, Càng Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Tích, Lệ Đa, Cư Bàn Trà, Tỳ Xá Gia, Nhân, Phi Nhân đều khen ngợi. Hy hữu thay Đức Thế Tôn, vô thượng. Tiếng nói vi diệu không thể nghĩ bàn, thù thắng khó lường, không thể đeo bày. Đeo ánh sáng trí cho người không mất trí, giúp chúng sinh đặt gánh khổ xuống là con thuyền, cứu chúng sinh đang trôi dạt trong biển khổ. An nghe được lời nói, từ trí vô ngại mà lại không phát tâm Bồ Đề. Lúc đó Tôn giả Kiều Trần Như bạch Phật, Thế Tôn Đà La Ni Nhật Nhãn Liên Hoa ra sao? Theo Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng nói, người trí thọ trì độc tồn biên chép sẽ được lợi ích lớn, không du thích ở trong ngục ba cõi, đặc giải thoát tam ma bạc đề, tam ma đề vô tưởng, tam muội không sở hữu, được diệt cất xử. Người nào nghe được sẽ giảm bất phiền não, bảy lần tỏ sinh vào cõi trời, người đạt đạo thánh không nhiễm dục, được trời người cũng dường. Phật nói hãy lắng nghe, xin đang chớ mệt mỏi. Đà La Ni Nhật Nhãn Liên Hoa mà ông hỏi, không thuộc cảnh giới của Bích Chi Phật và Thanh Văn. Vì sao? Vì Đà La Ni ấy có từ 18 pháp bất cộng thanh tịnh. Tôn giả Kiều Trần Như bạch Phật, dù trải qua trăm ngàn vạn kiếp, ta vẫn không nói hết Đà La Ni này. Còn làm cho người nghe mê hoặc, Đà La Ni này chỉ có Phật mới có thể nói nghe. Vì sao? Vì Đà La Ni này có vô số nghĩa khó biết khó tỏ, như Đà La Ni Nhật Nhãn Liên Hoa, ba Đà La Ni vô tận căn trí y chỉ ác thùy miên chúng sinh của ba đức Phật khác cũng vậy. Kiều Trần Như bạch Phật, bạch Thế Tôn, xin nói Đà La Ni thuận không của đức Phật Sơn Vương phương Nam và mà Bồ Tát Hương Tượng mang đến. Phật nói, được rồi, hãy lắng nghe. Như Lai sẽ giảng nói, Kiều Trần Như, chúng sinh nào bị tham dục tiếp xúc là mê hoặc tâm tánh, không biết nơi giải thoát trôi lăn trong sinh tử, trải vô số kiếp bị đọa vào ba cõi ác, chịu nhiều khổ não, khó kham. Thế vậy, Đại Bồ Tát khởi tâm từ bi, siêng năng tu đạo, đạt quả Bồ Đề vô thượng, giảng chánh pháp, chúng sinh nào chuyên tâm nghe học, thực hành đúng pháp sẽ thoát khổ, đạt bốn quả sa môn. Kiều Trần Như, thế nào là xúc dục? Chúng sinh vì dục nên thích được tiếp xúc, do tiếp xúc nên có hoang lạc, từ đó dẫn đến khổ não sinh già chết. Kiều Trần Như, như bốn rắn độc hại chúng sinh bằng bốn cách, thấy, hà hơi, cắn, chạm. Cũng thế, có bốn nhân duyên khiến chúng sinh khởi dục, thấy, ngửi hơi, nhớ, tiếp xúc. Vì bốn pháp ấy làm cho chúng sinh xa lìa các pháp lành, chịu nhiều khổ não trong sinh tử. Kiều Trần Như, thế nào là giải thoát xúc dục? Hành giả nghĩ cách đoạn tham dục cho tiếp xúc, quán tướng xương trắng là phương tiện tối ưu để đoạn tham dục. Sự tự suy xét sắc là sự hòa hợp của bốn đại. Những gì do bốn đại tạo nên đều là vô thường, không bền chắc, luôn hư hoại. Người trí không thấy sự tốt đẹp của thân hình thành từ lông tóc máu thịt da xương. Quá như vậy rồi, thấy mọi vật nơi mười phương thanh tịnh như ngọc khe, đạt pháp tượng thế thế gian không vui, lại nghĩ từ trong sinh tử phiền não này, ta tu tập sẽ đoạn trừ được sinh già, bệnh chết, khổ đau. Hành giả tuần tự quán tưởng xương, từ đầu đến chân là hành tỳ bà sa na. Hành giả lại tư duy và cách đoạn sinh tử. Quán hơi thở ra vào, kết hợp từ mũi miệng, quán thân như bụi bị gió thổi bay, không thấy tướng thân. Thấy tướng hư không, không thấy pháp bên trong. Đó là pháp không thứ nhất. Hành giả lại quán cảnh vật bên ngoài, bị gió hủy diệt, không nghĩ không thấy sắc bên ngoài. Đó là pháp không thứ hai. Hành giả lại nghĩ, ta đã quán tướng sắc trong ngoài là không hình tướng. Từ nay biết rõ các pháp không có tướng đến đi, đoạn trừ giác quán. Đó là pháp không thứ ba. Hành giả lại nghĩ, thức là tội lớn, từ thức có giác quán. Ta nên đoạn hành nghiệp của tâm ý thức. Vì sao? Vì pháp hòa hợp đều phải hoại diệt. Thể của các pháp hữu vi là không thật, tánh của các pháp là tịch tỉnh, đó là pháp không thứ bốn. Quả như vậy, đạt bốn quả sa môn, hoặc nhẫn pháp thuận, hoặc chứng bồ đề.
Hành giả quán sự giác quán là tướng diệt nên đạt định diệt tận. Đó là đà lên đây tuần không, khác phàm phu. Đà lên đây này, thành tựu giới lượng công đức có ai lực lớn, đem lại lợi ích lớn, trừ mọi khổ não, diệt hết tham dục ba cõi, đã gánh khổ xuống. Đó là Đà La Ni do Đức Phật Sơn Vương sai Bồ Tát Hướng Tượng mang đến. Vì ta giảng kinh lớn, nên Đức Sơn Vương tặng trao. Lúc giảng pháp này, có 92 vạn trăm ngàn chúng sinh đặt quả tu đà hoàng. 600 vạn chúng sinh không khởi phiền não, đạt đạo vô lậu và giải thoát tâm tuệ. 90 na do tha trăm ngàn chúng sinh đạt Đà La Ni thuận không ở pháp học ban đầu. 80 vạn chúng sinh đạt quả vị Bích Chi Phật chứng trí tâm định. 66 tầng Bà La chúng sinh phát tâm vô Bồ Đề Chư Thượng. Vô số chúng sinh trụ trong đạo không thoái chuyển. Tất cả đại chúng đều khen ngợi trời tuôn mưa hoa hương. Tôn giả Kiều Trần Như Lại bạch Phật Thế Tôn, xin Như Lai giảng Đà La Ni thuận vô nguyện của Đức Phật Trí Đức Phong Vương do Bồ Tát Diêm Đức Tạng ban đến. Phật nói: hãy lắng nghe Kiều Trần Như. Chúng sinh ở thế gian tham đắm dục lạc, ngày đêm sống trong dục, không biết pháp thoát khổ, chịu nhiều khổ não trong sinh tử. Chúng sinh nên quán pháp giải thoát vô nguyện, quán tất cả các dục, dục sắc vô sắc xuất, giải đầu có từ giác quán. Các hành hòa hợp nên có, các hành đó không có người tạo nhận, do gió tạo nên, các hành của thân khẩu ý cũng vậy, đều do gió, từ gió thân miệng ý này lớn lên. Thân ta tan rã như hạt bụi bị gió thổi. Quán sát hơi thở ra vào của thân chính là gió. Tất cả thân sinh tử đều có từ gió. Lông tóc răng móng cũng do gió tạo nên. Khi thân này chết, tức là lúc không có gió ra vào. Là nghĩ hành động của thân miệng đều do gió. Không có gió thì không có hành động đó. Nhờ thế đạt tá muội không, siêu năng tu tập, dần dần đoạn trừ nhánh lá hoa rễ tham dục chứng bốn quả sa môn, phát tâm Bồ Đề Chư Thượng. Khi loạn tâm, hành giả nên quán về nhân của dục sắc trời, biết khi chưa đoạn dục thì tâm còn sinh khởi. Ví như chặt cây, nếu chỉ chặt cành nhánh không chặt rễ thì cây sẽ mọc lại. Ái dục cũng vậy, nếu chưa đoạn ái thì còn khổ não. Hành giả là không nghĩ về sự chuyên tâm tu tập, kể cả thân này, vì thân đó là sự liên kết của các xương trắng. Lúc đó mọi cảnh sắc trong ngoài đối với hành giả được không, nhưng sự kết dính của xương trắng kia không tan giảm. Đó là pháp Samatha. Hành giả nếu thấy đây là xuống đầu, răng, cổ, chân, thì không an toàn thiền định. Vì có cả hai niệm về tỳ bà sa na, tâm an trụ thì nên nhanh chóng tư duy về xương cốt. Nếu thành tục hạnh này, sẽ dễ dàng quán tướng xương trắng thành bụi, hủy diệt phân tán, đó là tỳ bà sa na thuận nhận giác. Nếu tâm hòa hợp với xương trắng thành bụi thì được gọi là sinh thuận nhận giác. Hành giả quán xét tất cả sắc trắng sạch thành bụi rõ ràng hòa hợp đi lại với tâm thức, đó là vô ngã tận thuận nhận giác. Biết tất cả sắc là cảnh giới của thức, mà hình sắc qua mắt trắng sạch thành bụi không thể nói, không thể nắm, không dừng trụ, đó là Samatha thuận nhận giác. Hành giả đạt thuận nhận giác này, diệt trừ hết tham dục trong ba đời, ba cõi, chặt đứt dây trói buộc của ba cõi, nhập ba giải thoát, đạt quả Tu Đà Hoàn đến A-la-hán, là quán tất cả sắc và xương cốt như con sò trắng bạch. Tâm hành giả sẽ an định, không đi, không dao động, đi đứng nằm ngồi đều chuyên niệm, đó là tu tập Samatha điều phục. Hành giả lại quán sát tất cả sắc trong ngoài đều như hư không. Nhập tá muội quán mọi hình sắc đều là tướng sanh. Là nghĩ người tạo ra an định sắc sanh này là ai, cứ thế quán đến màu lưu ly pha lê. Là nghĩ sắc sanh này do tâm thấy, là hư giả không thật, biết rõ các pháp do duyên nên siêng năng tu tập, được người đời tôn kính, cúng dường. Kiều Trần Như, Đà La Ni thuận vô nguyện này, trừ tưởng không vui và tưởng điên đảo trong việc ăn uống. Đây là Đà La Ni của Đức Phật Trí Đức Phong Vương Sa Bồ Tát Viêm Đức Tạng mang đến. Lúc ấy Bồ Tát chánh niệm trí bạch Phật Thế Tôn, hạ tinh văn tu tướng bất tịnh và Samatha gồm những tướng gì? Phật nói: Thì nam, vì đoạn trừ có sự tham dục, tu quán bất tịnh, chuyên tâm vào tướng vừa chẳng mày, quán thân mình gồm 300 đốt xương, dơ, nhớp,
Lúc này thân hành giả vừa nóng vừa động, đó là tướng ban đầu, có thể quán các tướng trơn trích của thân mình. Thân người, đó là tướng thứ hai. Hành giả tu tâm không tán loạn, quán tướng bất tịnh, đó là tướng thứ ba. Hành giả quán sự đoạn tận thanh tịnh của khổ tập là Samatha. Lúc này thân hành giả thoải mái như có nước sữa tưới vào, đạt pháp noãn, đó là tướng tâm không động. Nếu hành giả thích các tướng như vậy thì nên bỏ tâm niệm, tướng này có thể làm thanh tịnh mọi sự nhiễm ô, đạt trí tuệ đoạn trừ vô minh. Khi hành giả quán tướng xương trắng tịch tỉnh trong thân xuất ra hơi ấm, đó là Samatha. Hành trọn vẹn pháp ấy là căn lành của tướng nóng. Nhờ căn lành phước đức đời, nơi đời trước, và tâm hành thanh tịnh hiện tại, tự biết tâm mình thấy trí như đèn, hành giả lại quán bốn hạnh của thân, quán xương trắng thành bụi, tự phân biệt biết rõ tất cả các sắc tâm. Vì như ánh sáng soi vào bóng tối, thấy rõ sự luân chuyển không ngừng của bụi, tất cả các pháp hữu vi đều như tánh bụi. Lại nghĩ tất cả các pháp thế gian tịch tỉnh, không có ngã. Lúc này, hành giả đạt nảnh căn lành. Hành giả quán thân mình, thấy lửa xuất hiện, đốt nóng, ánh sáng chiếu nơi mười phương. Hành giả thấy rõ mọi hình sắc ấm nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, như thân mình. Hành giả cảm nhận pháp lạc cõi thiền như cõi trời. Từ trong tâm, hành giả lại hiện ánh sáng mặt trời. Ở nơi đâu trong mười phương đều có mặt trời, hành giả không khởi tâm niệm, nhập tâm mười không, lại thấy từ đỉnh đầu xuất hiện vô số hình sắc như tàn lộng. Đó là căn lành công đức của tướng đảnh. Hành giả không chấp duyên tướng bốn đế, thuần nhẫn, chứng bốn đế. Thị Nam, thanh văn tu quán bất tịnh, thành tựu Samatha, đó là tướng quán đèn sáng xương trắng. Nhờ thấy tướng này, hành giả vui mừng, đạt tám chánh đạo, đoạn hết kết sở phiền não, đạt bốn quả sa môn. Thiền Nam, cõi nước của ông, hơn cõi Phật Viêm, hạng thanh văn, nhập phú già la thích vị A-la-hán, quán tướng bất tịnh nơi các pháp sẽ đạt đạo quả. Lúc giảng pháp này, có vô lượng vô biên chúng sinh đạt nhẫn thuận tứ đế, vô số chúng sinh đạt quả như thật. Lúc quay Đức Phật là bảo tôn giả Kiều Trần Như. Thì Nam, nếu tất cả chúng sinh cùng một tâm niệm đạt bốn đế, Như Lai sẽ giảng về một hạnh, một pháp, một việc, mà không cần giảng tám vạn pháp môn, tùy thuận sự khác biệt của chúng. Nếu một người chứng tất cả đều chứng, một người đoạn tất cả đều đoạn, thì không có ba thừa sai khác của thanh văn, không có mười địa, không có mười của địa Bồ Tát. Vì sao? Vì phiền não giống nhau, sự đoạn chứng cũng giống nhau. Vì vậy chúng sinh cần có phương pháp để điều phục, không thể dùng một cách một việc. Kiều Trần Như, chúng sinh chưa đoạn giác quán thì sẽ tạo ra các pháp với đủ hình tướng sắc tâm. Hành giả tự suy nghĩ, tự tâm chấp tướng, quán sự hòa hợp sinh khởi của tâm, xương trắng sẽ đạt niết bàn, chứng đạo quả. Lại thấy nhân duyên có được pháp lạc của thân không thoái chuyển, là nghĩ tìm nguyên nhân, có sự hòa hợp sinh khởi của tâm, từ đó thích nói về mọi phương tiện. Đó là tâm thù tháng thứ hai, thấy pháp lạc an định, tâm không thoái chuyển. Hành giả lại nghĩ, có bao nhiêu nhân duyên hòa hợp sinh khởi nơi tâm này, nào là giác quán duyên dựa chấp xả, do vậy thân tâm là nghĩ tất cả pháp lạc của thân tâm sinh khởi từ sự hòa hợp đều sẽ diệt. Qua tất cả sự sinh khởi từ nhãn thức đến ý thức đều có trụ diệt, tịch tỉnh. Đó là tâm thù tháng thứ ba, hiện thấy pháp lạc, nhất định đạt đạo Niết Bàn, nhanh chóng đạt bốn quả. Là nghĩ thân trong pháp giới này, thông đạt phương tiện thanh tịnh thể tánh, lại không phải thể tánh tịch tỉnh. An trụ nơi phương tiện, tâm tưởng giác quán cũng vậy, đó là tâm thù tháng thứ bốn. Hiện thấy pháp lạc, nhất định đạt đạo Niết Bàn, tuy chưa chứng đạt, nhưng muốn chứng thì không khó. Kiều Trần Như, lúc hành trọn vẹn bốn tâm thù tán ấy, sẽ chứng đạt 40 vạn hạnh Tam Ba Đề, quả A-na-hàm cho đến quả A-la-hán, đạt hai pháp giải thoát có oai lực, có thần thông, được trời người tôn kính cúng dường. Kiều Trần Như, chúng sinh không phải chỉ hai thừa hạnh, một tâm tham, một niệm, một sự hiểu biết, một lòng tin, vì thế Như Lai giảng thuyết vô số pháp môn văn tự cứu nghĩa, do vậy Như Lai đủ 10 tầng lực. Kiều Trần Như, chúng sinh có vô số phẩm tượng điên đảo, vì thế Như Lai giảng các tưởng vô thường, khổ vô ngã, chết,
thân sình trướng hư rã, chảy mũ bầm tím, do bỏ rút rỉa, hôi thối, xương thịt tan rã. Tôn giả Kiều Trần Như bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là thế gian không chui, thức ăn bất tịnh? Kiều Trần Như: Không nên hỏi việc ấy. Vì sao? Trong cõi Ta Bà còn có phương pháp để đạt đạo Niết Bàn và bốn quả Sa Môn. Căn tánh của chúng sinh ở cõi khác không giống nhau. Lòng tin, sự tu chứng, oai lực phương tiện cũng khác nhau. Đất nước đã khác, hình tướng càng khác. Kiều Trần Như: Nếu ta nói rõ pháp ấy sẽ làm cho chúng sinh mê hoặc chìm đắm. Trừ hàng Bồ Tát đạt nhẫn vô sinh. Thế Tôn xin thương xót, diễn giải cho các Bồ Tát có đủ sức tinh hiểu. Thế Tôn được nghe về hai pháp trên, chúng sinh sẽ phát khởi căn lành vi diệu, đoạn chướng ngại cho mình. Chúng sinh vì tham ái, ngu si trói buộc, thọ sinh trong các cõi, tiếp tục tạo nghiệp, không biết việc quá khứ, thích sinh tử, không bao giờ hết. Vì sao vậy? Chúng sinh không được nghe về sự bất tỉnh của thức ăn, nên cứ tham ăn, tăng dục vọng, trôi lăn trong năm cõi, chịu vô số khổ đau. Như Lai đại từ bi, luôn nghĩ thương chúng sinh, xin Như Lai thương xót giảng rõ Đà La Ni thuận vô nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh, đều trở thành Phật đạo.